Người phụ nữ trẻ nhìn lại bản đồ của mình, quay nó theo cách này, cách khác, cố gắng tìm con đường phù hợp để đi. Xin lỗi thưa ông, cô ấy gọi một người đàn ông đi ngang qua, nhưng ông ta không để tâm đến cô. Một người phụ nữ đi ngang qua và dừng lại khi người phụ nữ thử nói bằng tiếng Nga. But the, Laska? Đã, người phụ nữ hỏi cô ấy. Vai, Rosmolester? Alisoyu? Niet. Người phụ nữ trả lời trước khi tiếp tục đi. Người phụ nữ trẻ cảm thấy thật vô vọng. Ngoài một vài cụm từ như xin chào, tạm biệt và nhà vệ sinh ở đâu, kỹ năng ngôn ngữ của cô ấy rất kém. Cô ấy vẫn đang ở giai đoạn đầu của chuyến đi châu Âu mà cô ấy bắt đầu từ phía đông của lục địa già, với kế hoạch đi về phía tây để kết thúc cuộc hành trình của cô ấy ở Paris. Cô ấy đã từng đi du lịch vài nơi, nhưng ở thành phố Ukraine này, cô ấy nhận ra rằng cô ấy có lẽ đã rời ra khỏi vùng an toàn của mình. Tuy nhiên, chuyến đi này rất quan trọng đối với cô ấy. Sau khi cha mẹ cô ấy bị chết trong một tai nạn xe hơi, cô ấy bị tê liệt vì đau buồn và gần như không rời khỏi phòng của mình trong nhiều tháng. Cô ấy quyết định rằng cô ấy cần phải đi và cho bản thân cô ấy thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn khỏi mọi thứ. Vì vậy, cô ấy quyết định làm những gì cha mẹ cô ấy đã làm khi họ bằng tuổi cô, đó là đi du lịch xuyên châu Âu. Tất cả các hình ảnh từ chuyến đi của họ cho thấy hai người họ cùng nhau mỉm cười và hạnh phúc trước những địa danh tuyệt vời. Nhưng ở đây cô ấy chỉ có một mình, sợ hãi và thậm chí không thể tìm thấy nhà nghỉ. Thưa anh có thể giúp tôi không? Cô ấy năn nỉ một người khác đi ngang qua, vẫy bản đồ của cô ấy về phía anh ta. Nhưng anh cũng phớt lờ lời năn nỉ của cô. Người phụ nữ trẻ kéo khóa áo khoác của mình. Bây giờ đã muộn, mặt trời đã lặn của một làn gió lạnh. Cô ấy nhìn quanh đường phố, và mặc dù còn rất nhiều người xung quanh, tất cả những gì cô ấy có thể nhìn thấy là những khuôn mặt không thân thiện. Mặt cô ấy sáng lên khi cô ấy phát hiện ra thứ gì đó. Đó là một cảnh sát. Anh ấy sẽ có thể giúp cô. Người phụ nữ trẻ chạy về phía viên cảnh sát, người đang đứng bên kia vệ đường. Hoặc ít nhất, cô ấy nghĩ anh ta phải là cảnh sát. Đồng phục màu xám của anh ấy trông hơi lỗi thời, nhưng nó gọn gàng và vừa vặn. Và anh ấy cầm thứ dường như là một cây rùi cui, được sử dụng để điều khiển giao thông. Người phụ nữ trẻ tiếp cận viên cảnh sát, nhưng lưng anh ấy hướng về cô khi anh ta nhìn ra phía con đường. Không biết phải làm gì khác, cô ấy đưa tay ra, do dự và chạm vào vai người đàn ông. Anh ta xoay người lại phía cô. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô mà không nói. Anh có nói được tiếng Anh không? Người phụ nữ trẻ hỏi. Có một ít, anh ta đáp lại với giọng Ukraine cực nặng. Ôi, cảm ơn trời đất, anh phải giúp tôi. Làm ơn, tôi hoàn toàn bị lạc và tôi không biết phải làm gì cả. Khi mọi người tiếp tục đi ngang qua cô mà không hề có chút ý tứ nào, cô ấy tiếp tục giải thích. Sau khi đến thành phố ở đông bắc Ukraine, cô ấy đã lên chuyến xe buýt mà cô tưởng là chuyến xe của mình, nhưng cuối cùng lại đi sai hướng. Bây giờ cô ấy không biết mình đang ở đâu và rất lo lắng. Cô sẽ không đến nhà nghỉ của mình trước khi trời tối. Nhà nghỉ của cô ở đâu? Cảnh sát hỏi. Một nơi nào đó, được gọi là... Cô ấy nhìn xuống, theo dòng chữ viết nguệch ngoạc bên lề bản đồ của cô. Sinh viên Sky à? Cô ấy nói cho anh ấy. À vâng vâng, cảnh sát nói. Có rất nhiều khu nhà nghỉ ở đó, bao gồm một số khu đặc biệt dành cho du khách nước ngoài và sinh viên. Cô đã rất không may mắn vì nó thực sự ở gần ga tàu điện ngầm, nơi cô ấy đến lần đầu tiên. Anh ấy có thể giúp cô ấy đến đó. Có một chiếc xe buýt sẽ đưa cô ấy đi thẳng đến đó, và trạm xe chỉ cách đó vài dãy nhà. Anh ấy có thể đi với cô ấy nếu cô ấy muốn. Người phụ nữ trẻ chấp nhận lời đề nghị tốt bụng của anh, và cả hai bắt đầu đi xuống vỉa hè cùng nhau. Khi họ đi bộ, anh ta hỏi cô ấy đang làm gì ở thành phố, và cô ấy giải thích rằng cô ấy chỉ cần đi xa để nhìn ngắm thế giới. Cô ấy không chắc chắn tại sao, nhưng cô ấy cảm thấy như mình có thể tâm sự với người cảnh sát này, mà cô ấy bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra với cha mẹ của cô ấy. Cô ấy cảm thấy thế nào ở nhà, và chuyến đi này được coi là một thứ giúp thiết lập lại cuộc sống của cô ấy ra sao. Nhưng cho đến giờ, nó có một khởi đầu tồi tệ. Chúng tôi có một cụm từ, anh ấy nói với cô ấy. Visit the Mozart Biscusa. Nó có nghĩa là gì? Cô ta hỏi. Mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn. Đường này, viên cảnh sát chỉ về phía một con hẻm, bắt đầu đi về phía nó. Anh ta có thể thấy người phụ nữ trẻ đang cảm thấy e ngại việc bước vào không gian tối giữa các tòa nhà, và anh ấy đảm bảo với cô ấy rằng nó là một đường tắt, không có gì phải sợ. Cả hai cùng nhau đi vào con hẻm. Người phụ nữ trẻ lại bắt đầu kể cho anh ấy nghe về cuộc sống của cô ấy trở lại Mỹ, những gì cô ấy định làm khi cô ấy quay lại. Cô ấy hy vọng chuyến đi sẽ là một bước ngoặt đối với cô. Khi nói chuyện,
Cô không nhận thấy rằng nhân viên cảnh sát đã bắt đầu chậm lại. Tuy nhiên, cô ấy nhận thấy rằng cái bóng của viên cảnh sát đột ngột bắt đầu dài ra trên mặt đất trước mặt cô. Cô ấy dừng lại và quan sát. Cái bóng tiếp tục di chuyển ngày một lớn hơn. Nó kéo ra, trong khi cái bóng của cô vẫn y nguyên. Cô ấy cũng nhận ra rằng tiếng bước chân của cảnh sát cũng đã dừng lại. Cô từ từ quay lại và thấy một sinh vật đứng ở nơi mà sĩ quan cảnh sát từng đứng. Một cảnh tượng kỳ dị, kinh hoàng. Một sinh vật khổng lồ với tứ chi dài và ghê tởm. Cô ấy quá sợ để hét lên khi ngước lên nhìn cơ thể khổng lồ của sinh vật trước khi nhìn vào khuôn mặt của nó hoặc những gì còn lại của nó. Hàm dưới của nó bị rời ra, như thể bị xé khỏi hàm trên. Không có tai hoặc mũi. Cô ấy run lên vì sợ hãi khi tự hỏi thứ này liệu có thể nhìn thấy cô ấy không, vì nó cũng không có mắt. Điều cuối cùng cô ấy nhìn thấy trước khi quay lưng bỏ chạy là sinh vật nâng một cánh tay lên. Nơi bàn tay của nó đã được thay thế bằng một thanh kim loại đen và trắng. Nó đập thanh kim loại xuống với tốc độ kinh hoàng và nghiền nát hộp sọ của cô. Privit, khám phá ngày hôm nay đưa chúng ta đến Ukraine. Mặc dù dị thường SCP-1366-RU này đã xuất hiện ở một số quốc gia khác, SCP-1366-RU là một sinh vật dạng người. Từ những gì tổ chức SCP có thể quan sát, là một sinh vật có trí tuệ giống cảnh sát hoặc militia từ những năm 1970 của Liên Xô. Nó mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, cao màu đen, ủng da và mũi lưỡi chai, và cầm một dùi cui màu đen trắng, giống với loại được sử dụng bởi các sĩ quan cảnh sát Nga và nhiều nước Đông Âu để điều khiển giao thông. Khi một cá nhân bắt đầu tương tác với SCP-1366-RU, họ sẽ cảm thấy như thể mình đang nói chuyện với một cảnh sát bình thường và có một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường. Nó có khả năng gây ra ảnh hưởng đến tinh thần đến người nói chuyện với nó, cho phép nó dễ dàng đánh lừa họ. Điều này giải thích tại sao họ bỏ quên sự thật rằng nó đang mặc một bộ đồng phục đã lỗi thời hàng chục năm. Những người đi ngang qua đường dường như sẽ không nhận ra sự khác biệt của quần áo và họ sẽ không quan tâm đến những gì đang xảy ra. Hiệu ứng tương tự cũng được mở rộng cho những người xem SCP-1366-RU qua camera trực tiếp, và chỉ khi xem băng ghi hình, hình dạng thực sự của nó mới bị tiết lộ. Ngoại hình thực sự của SCP-1366-RU là một xác ướp, mặc dù nó cao hơn bất kỳ ai, cao đến hơn 5 mét và tay chân dài không cân đối, riêng chân chiếm 2/3 chiều cao của nó. SCP-1366-RU cũng cực kỳ gầy, thậm chí gầy nếu so với một xác chết khô thông thường, và các chi của nó và đầu nhìn như thể nó không có gì ngoài lớp da khô che phần xương bên trong. Nó dường như không có bàn tay trái và thay vào đó, sinh vật có một dùi cui màu đen, trắng gắn vào cánh tay của nó. Khuôn mặt của SCP-1366-RU có vẻ ngoài như thể nó đã chịu đựng thương tích vô cùng nặng. Tất cả mắt, mũi và tai của nó trông như thể chúng đã được xóa khỏi khuôn mặt của nó. Nửa hàm trên bên trái của nó treo lủng lẳng như thể nó đã bị xé ra. Bất chấp tổn thương về khuôn mặt, nó vẫn có khả năng nói rất khá, ít nhất là khi ở dạng con người trong mắt mọi người. Hiện tại chưa biết tại sao, những SCP-1366-RU dường như rất thích bắt cóc và giết người ở các quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ. Cho đến nay, không có điểm chung nào giữa các nạn nhân ngoại trừ một thứ. Tất cả cha mẹ của họ đều đã chết vào thời điểm họ bị bắt cóc. Khi tổ chức nhận ra sự trùng hợp này, họ có thể tạo ra một kịch bản khiến dị thường xuất hiện, mặc dù cho đến nay, điều này chỉ thành công một lần. Các nhà nghiên cứu của tổ chức xác định một nhân viên cấp D là trẻ mồ côi D1935 và trang bị cho anh ta một tai nghe, máy quay micro và hướng dẫn anh ta đi bộ trên đường phố của một thành phố từng thuộc Liên Xô. Nhân viên cấp D được quan sát bởi thành viên của MTF ETA-10 có biệt danh là Không Thấy Quỷ, và họ quan sát khi D1935 đột ngột dừng lại ở vỉa hè. Anh ta đã được tiếp cận bởi một sĩ quan cảnh sát với một bộ đồng phục lỗi thời. Người này chào nhân viên cấp D bằng tay phải của mình. ETA-10 dường như không nhìn thấy cảnh sát và nhắc nhở nhân viên cấp D tập trung tiếp tục tìm kiếm 1366-RU. Tuy nhiên, sĩ quan cảnh sát đã nói chuyện với nhân viên cấp D chỉ bằng những từ lầm bầm, đứt quãng, như thể một cái gì đó đã khiến anh ta không thể nói được. Thiết bị âm thanh đã ghi lại nhân viên cấp D dường như có một cuộc trò chuyện một phía với cảnh sát. Anh ta khẳng định rằng anh ta không bị lạc và anh ấy thực sự đang đi dạo với mẹ mình. Hay đúng hơn, anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã đi dạo với mẹ. Có vẻ như với nhân viên cấp D, bà ấy vừa mới rời đi và anh ta yêu cầu nhân viên cảnh sát giúp đỡ trong việc tìm lại bà ấy. Sau đó, sĩ quan nắm lấy tay của nhân viên cấp D, bắt đầu dẫn anh ta đi, cuối cùng dẫn anh ta vào một con hẻm tối. Trong khi ETA-10 dường như hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra, họ thậm chí không nhận ra rằng D1935 đã đi cho đến khi cả hai biến mất trong con hẻm. Họ bắt đầu tìm kiếm khu vực nhưng họ đã không thể xác định được nhân viên cấp D ở đâu. Cứ như thể anh ta đã ở đó và sau đó chỉ đơn giản là biến mất. May mắn thay, D1935 cũng đã được trang bị một thiết bị theo dõi GPS. Nhưng khi ETA-10 nhìn vào thiết bị định vị của họ,
Họ cho rằng có gì đó đã bị hỏng và nó cho thấy rằng nhân viên cấp D hiện đã cách xa hơn 5.000 km. Một đội ngăn chặn gần đó đã được cử đến vị trí GPS của D-1935. Họ đến khoảng 2 giờ sau khi D-1935 biến mất. Khi đến địa điểm, họ phát hiện ra tín hiệu đến từ một nơi rất lạ, một nghĩa trang. Cả đội thận trọng tiến vào nghĩa trang, theo hướng thiết bị, không biết mình sẽ tìm thấy gì. Khi thiết bị định vị GPS cuối cùng báo hiệu rằng họ đã ở đúng vị trí, họ nhận ra rằng họ đang đứng trên một ngôi mộ. Cụ thể là ngôi mộ của mẹ D-1935, người đã chết hơn 50 năm trước. Đây chắc chắn là vị trí mà thiết bị đã phát tín hiệu đi. Sau khi tổ chức cho phép, đội ngăn chặn đã bắt đầu đào. Khi chạm đến nắp quan tài, cả đội đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí của họ. Không chắc chắn về những gì họ có thể tìm thấy bên trong, nhưng khi họ mở ra, họ thấy rằng súng của họ không cần thiết. Tất cả những gì được tìm thấy bên trong là xác của một người phụ nữ và cơ thể của D-1935 cuộn tròn trong tư thế bào thai, ôm chặt lấy xác của mẹ mình. Sau sự kiện này, mộ của cha mẹ các nạn nhân nghi ngờ do SCP-1935-RU đã bắt đầu được khai quật. Và trong tất cả các trường hợp, thi thể người mất tích được tìm thấy bên cạnh cha hoặc người mẹ đã khuất của họ. SCP-1935 đã được đặt biệt danh Chú Stiopa, chơi chữ dựa theo một nhân vật nổi tiếng với trẻ em Nga, một cảnh sát cực kỳ cao. Cho đến nay, nó đã trốn tránh mọi nỗ lực bắt giữ và đã được phân loại là Euclid. Sự biến mất của những người không có cha mẹ còn sống ở các nước thuộc Liên Xô cũ nên được điều tra để xác định sự liên quan của SCP-1366-RU. Bất kỳ thiết bị ghi hình nào trong khu vực mà họ biến mất phải được kiểm tra, và nếu chúng chứa bất kỳ hình ảnh thật nào của SCP-1936-RU, chúng sẽ bị tịch thu và tiêu hủy ngay lập tức. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác theo hồ sơ của tiến sĩ Bob. Giống như SCP-1098-RU, nhà hát của những con rối sống, một gì thường khác từ tổ chức SCP chi nhánh Nga, và hãy đảm bảo rằng bạn đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một dị thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các kho lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.